Xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác một cái mẫu kéo cây kéo cắt cành trên cao này. Thì trước tiên em xin nói là cái mẫu này ấy, thì các bác phải tham khảo kỹ trước khi mua. Và ở phần cuối video nhé thì em sẽ báo giá cho cái sản phẩm. Đây là một cái kéo cắt cành trên cao này. Nội dung này thì em làm khá là nhanh và cũng đơn giản thôi. Mong sao là cái nội dung trong cái video này sẽ truyền tải được cho các bác để các bác hiểu được về cái sản phẩm. Sau đấy thì mình đặt mua hàng. Đặt mua hàng thì các bác có hình thức là các bác điện trực tiếp cho bên em nhé. Các bác hãy điện trực tiếp cho bên em để bên em được tư vấn cho các bác, như thế nó dễ hơn. Đấy, chứ còn nếu mà xem như này thì mình cứ xem kỹ, nhưng mà xem xong rồi các bác cần mua thì điện cho bên em nhé. Và ngay đằng sau đây là một cây vải. Em xin giới thiệu các bác, đây là cây vải của nhà em. Thì bây giờ vải cây này nhà em là kiểu chỉ nhà chỉ có một cây thôi để ăn. Năm nay vải nó rất là sai. Thì bây giờ mà muốn lấy ấy, thì mà mình phải trèo lên ấy, thì nó cũng rất là ngại và bất tiện. Thì mình sẽ các bác sẽ sử dụng một cây kéo cắt cành như này thôi em. Đấy, mình có thể sử dụng là mình kéo dài ra. Đây là cây, em nhắc lại, đây là cây kéo cắt cành 3 mét ạ. Đây là cây kéo cắt cành 3 mét thì các bác có thể sử dụng là mình kéo dài lên và mình sẽ thao tác cắt. Đấy, và ở đây thì em sẽ tiến hành em cắt những cái cành to này trước. Đấy, để mình lấy những cái sờ trái vải này xuống một cách nó rất là dễ dàng, đơn giản thôi ạ. Thì các bác muốn lấy cả chùm to thì các bác đưa vào các bác cắt như này. Đấy, thì là sẽ hạ được xuống. Đấy, đây là mình được một chùm tốt nhé. Thì hạ xuống từ từ như này thì nó sẽ rất là đơn giản mà không bị no, nó bị dập lát gì cả. Đấy, em sẽ cắt rất là nhanh thôi. Thì cũng có nhiều bác bảo là bây giờ làm cái trò này thì ngang với trò mèo được bao nhiêu, thì em chia sẻ là cái này thì nó rất là phù hợp với lại quy mô của gia đình các bác, chỉ có 1-2 cây để ăn thôi. Đấy, còn nếu mà mình làm công nghiệp thì làm cái này nó cũng lâu. Đấy, nhưng mà các bác ạ, bây giờ hoa quả này thì nó đúng ra là nhà mình có thì mình ăn thì nó ngon. Đấy, thì nhà em vẫn để một cây này. Đấy, các bác thấy thao tác cắt này giữ trái rất là ok đúng không? Rất là nhanh là mình đã thao tác, mình cắt được cái chùm. Đây là em rất là thao tác, em cắt xuống như này thôi. Cái thực tế là mình sẽ cắt rất là nhanh. Đây các bác thấy em cắt này. Đấy, các bác thấy không? Những cái chùm vải này nó rất là sai luôn. Thì nếu mà mình muốn cắt những chùm to như này thì các bác cắt cả cành to này xuống cho em. Đây. Đấy, mình cắt cả cành to này xuống các bác, như cái chùm này là được 1 kg rồi. Đấy, như cái chùm đó là được 1 kg. Các bác cứ thao tác cắt thế thì em cắt là rất là nhanh. Đấy, em sẽ cắt thêm một vài chùm nữa nhé. Sau đấy thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Đấy, mình cắt mình sẽ kẹp xuống này, nó rất là nhanh này. Nói chung là làm xong thì nó quen tay thì cắt nó cũng nhanh hơn các bác. Nó cũng tương đối là nhanh. Đấy, các bác có thể đưa ẩn vào để cắt những cái cành to thì nó sẽ có rất là nhiều quả và nó rất là sai như này. Đấy, thì vừa rồi các bác thấy là vừa mới thao tác một chút thôi thì em đã cắt được từng này vải rồi. Đấy, các bác thấy không, rất là nhiều luôn, như chỗ này được tầm độ khoảng 5 kg rồi này. Đấy, vải này nó cũng tương đối là nặng và vải bây giờ thì nó rất là chín. Thì với việc sử dụng cây kéo cắt cành trên cao này nhé, thì bây giờ em xin giới thiệu chi tiết về sản phẩm. Thì cây kéo này ấy, là cây kéo cắt cành, các bác có thể lối dài ra và nó sẽ kéo được là 3 mét. Đấy, cộng với lại cơ thể của mình cao như này tầm độ khoảng 1,5 mét đó đi, thì các bác sẽ cắt được cây cành từ 4,5 mét đến 5 mét là mình có thể thao tác cắt được. Và chất liệu của cây kéo cắt cành trên cao này thì được làm bằng hợp kim nhôm, mà hàng này hàng Đài Loan các bác nhé. Hàng này hàng cây em đang giới thiệu này là mẫu kéo Santa của Đài Loan, cắt nó rất là bền luôn. Đấy, con này thì nó đắt, con này nó đắt. Đây là cơ chế hoạt động này, các bác cắt ở đây thì ở trên đầu này nó sẽ, lưỡi kéo này nó sẽ hoạt động. Đấy, các bác nhìn thấy lưỡi kéo nó sẽ hoạt động như này. Và để sử dụng kẹp thì các bác khi mà cắt thì các bác giữ cái phần tay cầm, thì cái đây nó có cái phần kẹp này thì nó sẽ kẹp lại cái phần quả, nó không bị rơi như vừa rồi em thao tác đấy. Còn nếu mà mình chỉ dùng để tỉa cành thì các bác cứ kệ nó và nó sẽ rơi. Ví dụ đây em sẽ tỉa cành luôn cho bác xem nhé. Đây là cây sang của nhà em. Thì bây giờ các bác muốn tỉa cành thì các bác chỉ việc bấm như này thì cái cành nó sẽ rơi xuống này. Đấy, các bác thấy không? Thì mình không cần phải giữ thì nó nhanh lắm. Thì cái này rất là phù hợp cho các bác nhà mà có cây tầm độ khoảng một vài cây ăn quả, hoặc là những cái cây cần phải tỉa cành như này thì các bác tỉa xuống nó rất là nhanh như này cho em. Đấy, đằng nào những cái cành này bên trong thì ví dụ như đây là một cây ăn quả thì các bác cần phải tỉa đi đúng không, thì các bác tỉa là thao tác nó rất là nhanh. Đấy, rất là ok. Thì với cây kéo này nhá thì phù hợp cho các bác làm vườn này. Các bác có những cây ăn quả như thế này, hoặc là các bác có những vườn cây cảnh, cây bonsai cần đến một cây kéo như này để tỉa, thì các bác hãy tham khảo cái cây kéo này cho em. Và giá cây kéo này hiện tại bên nhà em đang bán là 850. Đã bao gồm cước phí cho các bác rồi. Em nhắc lại nhá, cây kéo cắt cành Santa này là 850 một cây kéo mới. Một cây kéo mới thì nó sẽ trang bị cho bác một cái lưỡi cưa nữa để các bác lắp ở đây, lưỡi cưa ở đây. Còn cái này là cây kéo nhà em đã sử dụng rồi cho nên là nó không có lưỡi cưa, nhưng một cây kéo mới sẽ có cái lưỡi cưa này.
Và video ngày hôm nay thì nhà em xin được kết thúc ở đây. Các bác nhà đang có những cây vải, cây nhãn, cây ăn quả mà cần lấy như này thì các bác hãy liên hệ ngay cho cơ sở bên nhà em để sở hữu cho mình một cây kéo đa năng, vừa cắt cành trên cao, vừa tỉa cành đấy, và vừa cắt rất là tiện luôn. Các bác hãy liên hệ với ngay cơ sở bên em nhé, sau khi xem được cái video này, để được đặt hàng với cái cây kéo Đài Loan này. Hàng nó chất lượng cao nên là nó sẽ hơi đắt hơn cái hàng kia một chút, nên là các bác sẽ sở hữu cho mình một cây kéo này. Hãy liên hệ ngay bên em để đặt hàng nhá. Xin chào các bác.